Xin chào các anh yêu thích đồ đẹp của Ambe Shop. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến các anh một mẫu đục xì gà mới về tại shop Ambe các anh nhé. Một mẫu đục xì gà đến từ hãng Lubiski, một hãng rất là nổi tiếng về đồ chơi xì gà, phụ kiện xì gà đẹp luôn ạ. Mẫu này thì có mã sản phẩm là LBK3. Các anh có thể truy cập vào website ambe.vn, có vào ô tìm kiếm là LBK3 để xem thông tin chi tiết cũng như là hình ảnh chụp sắc nét các anh nhé. Mẫu sản phẩm của Lubiski thì luôn có hộp hai lớp rất là sang trọng luôn, với gam màu cam đen cực kỳ sang trọng luôn các anh ạ. Rất thích hợp mua làm quà tặng sếp, đối tác, bạn bè hay là đồng nghiệp các anh nhé, như dịp trọng đại ạ. Lubiski. Wow. Tiếp theo chúng ta sẽ đến chiếc đục xì gà luôn các anh nhé. Một mẫu đục xì gà có màu vàng bóng doanh nhân, cực kỳ là tuyệt vời luôn các anh ạ. Mẫu đục xì gà kiêm móc khóa các anh nhé, rất là tiện lợi luôn. Cái này thì mình có thể treo trực tiếp vào trong chiếc móc khóa của mình, móc khóa xe của mình ạ, để mình có thể mang theo và di chuyển đi mọi nơi. Lưỡi đục thì cực kỳ là sắc và bén luôn các anh nhé, rất là dễ dàng giúp các anh đục được điếu xì gà của mình một cách đơn giản và dễ dàng và ngon hơn các anh nhé. Với cái size này thì là size đục này là size 70mm các anh nhé, 70mm ạ. Rất là dễ dàng thao tác để sử dụng luôn các anh nhé, rất dễ dàng luôn ạ. Ở phần thân này thì được khắc logo Lubiski, rất là đẹp. Màu sắc vàng bóng doanh nhân rất là tuyệt vời luôn các anh ạ, rất là sang trọng cũng như là thanh lịch luôn. Móc khóa được thiết kế dập chữ rất là tuyệt vời, rất là đẹp các anh ạ, rất là đẹp luôn. Kiểu dáng thì rất là nhỏ gọn, nhìn tương tự như chúng ta có thể tưởng tượng như là một chai rượu ạ, một chai rượu thu nhỏ các anh nhá, một chai rượu thu nhỏ ạ. Rất là tuyệt vời, rất là đẹp luôn, rất là sang trọng luôn ạ. Anh nào mà kết cái mã sản phẩm này thì có thể comment số điện thoại ở bên dưới. Ambe Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc, hoặc các anh có thể chủ động gọi các số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình các anh nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều ạ.